những tình huống hài hước nhất khiến người xem không nhịn nổi cười. Dứt rác bừa bãi hả mày? Ui, cái cú đá khá quá nha. Bà chị có học qua lớp đào tạo đá bóng nào không mà chân đi dài cao gót mà xoay như Ronaldo vậy nè. Chất đừng nói tới luôn nha. Cái fan này làm dũng sĩ dịp rác cũng được đó chứ. Lần sau cũng xuất y như vậy, chả thằng nào dám bỏ rác dớ dẫn trên đường đâu. Đầu tiên là chị gái đang thể hiện màn vũ đạo như Michael Jackson, các kiểu con đà điểu á thiên. Rồi xong, ngựa ba cho cố rồi té sấp mặt lợn luôn. Nhớ nhen, mọi sự ngựa đều phải trả giá trong việc răng hàm mặt trả hết đó. Ba tí máu đỏ tính làm bát miếng có nuốt cái dạ dày và cái kết. Trời ơi! Ủa, sao cái sợi này nó dài quá vậy nè? Rồi xong, bà phải đứng lên hết cả bàn mới gấp được mấy cái cọng miếng. Bởi chi có cái kéo á, là tôi lao vô tôi cắt dùng luôn rồi đó. Mình ghét dễ sợ à. Anh sai áo đỏ đứng trên lưng ngựa múa dây thừng các kiểu con đà điệu như cao bồi miền Tây thì bất ngờ. Trời ơi, té mất tiêu rồi. Tay đặt nhảy qua nhảy lại chi để rồi rớt đài sớm gì anh ơi. Đến con ngựa nó cũng hải ông luôn á. Đẹp mà bị khùng. Ông chú bận áo phao cẩn thận đồ, dùng tay bịt mũi đồ, đang chuẩn bị nếm hương vị mặn mòi của biển á thì... Trời ơi. Ủa, alo 1234, sao biển sao có đến chân tôi vậy rồi lặn kiểu gì trời? Lần đầu đi lặn đã bị cho ra biển pha kè rồi, nghĩ mà nó tức á. Chị gái vừa mới được người yêu tặng quà xong thì ánh mắt chạm vô mannequin bên đường, lên tiền và sâu cái trình độ luôn, và cái kết. Ông anh kia nghĩ đến cảnh lấy về bị đá tung mặt nên thôi, 36 kế chuông là thượng sách. Còn đây, ây dồ, có vẻ đây là một cái game khó đây nè. Anh dai áo kẻ ra sức quật rơi cái bút trên miệng ông áo đen xuống mà quật hoài không có được. Thôi thì... Chết cả cụm luôn nè. Trời trời, ổng chơi ác dữ, quật ông bạn đau đứng cả hình luôn. Rồi giờ quýnh nhau luôn chứ biểu diễn chi nữa. Chị gái váy xanh ra cửa đi làm cao hứng quá nên tính ôm lại tuổi thơ chơi cầu trượt và cái kết. Rồi xong, rượt mức quá nên bà trải nghiệm lấy thân lau sàn miễn phí luôn. Không biết là răng lợi có lung lay cái nào không nữa. Ba, dậy ơi, xíu nữa là má mày dậy bây giờ á. Đấy, anh ba thử chống đối con bé coi, nó bày trò cho, dứt toẹt con rắn giả lên mặt, không vậy hú hồn chim én luôn, bắn cả người, truồng từ trên xuống dưới. Chùa nha, con nó có lòng tốt báo sư tử sắp về mà không có chịu nghe, bị mắng cho thối đầu là bảo tại số nghe. Anh dai áo đen lấy đà bật nhảy để hãy cái bà nằm dưới tung lên rồi ống ẩm kiểu công chúa á thi. Oh my god, nước đi này tại hạ chưa có lường được, công chúa này nặng ký quá nên bọc học có nổi luôn. Khi bạn muốn đi phượt cùng người thương mà kiếm hoài không có được, và cái kết. Trời ơi! Rồi ai ở đây mà dám sánh với cái độ chiêu chơi này trời. Giác luôn cái bộ xương mô hình đi phượt cùng mới giữ chứ. Để mà gặp chắc tôi chết quá.
Bạn gà ơi, hồi nãy tụi mình còn kết nghĩa huynh đệ mà. Trời, thiệt luôn hả? Ôi, tình anh em mặn nồng quá ha. Rồi anh ngồi nhìn em thành gà quả thân, giờ thì còn khóc su tu á hả? Chứ một chốc nữa mà thêm đĩa muối ớt chắc gặm cái đùi ngon. Chứ chả đùa, chút tình này thì có làm gì đâu ha. Thanh niên hoi đang ngủ đánh rớt cả dải ra thì bất ngờ. Ê, Rod mày gọi rủ đi chơi nè. Đúng lúc răng tỉnh sau một cơn mộng đẹp nên ông này cầm dép alo như đúng rồi. Đúng là quê một cục rồi nha. Chị gái áo hồng vừa xem tóp tóp vừa quẩy theo vũ đạo. Trời ơi, em không có follow anh mà xin in tư anh à. Cái ông áo đen, ông sang chấn tâm lý theo luôn. Bộ nay nó quên uống thuốc hay sao vậy cả nhỉ? Cái con động vật nhỉ. Ông chú với chiếc áo bảy sắc cầu vồng đặt cua tay múa chân hô gió tạo lốc như đúng rồi ha thầy. Ui, lạnh quá, vui, không có chơi nữa đâu, đi về. Mời đất ơi, thử võ con thất truyền ra làm sao, quá ra là mượn gió làm màu. Sau khi các bạn học sinh lần lượt từng người dọn hết đồ ở trên bàn thì bất ngờ. Ủa, alo, cái chân bàn này dị quá vậy nè. Cái bàn này tự biết đứng biết ngồi luôn mới ghê. Không có biết là nhận ship toàn quốc không ha, để ó đờ một chiếc mới được. Đi tập gym mà lỡ đụng mấy cái thằng bạn thân và kết quả là... tới công việc liền chứ sao. Có kìa, ông thì gầm chân, ông thì gầm lép. Trời mất dạy, vậy rồi ai mà tập cho nổi hả trời. Mở bát là chị gái váy đỏ, tay cầm váy, tay cầm dép khệ nệ đi qua vũng nước thì bất ngờ. Trời ơi. Ý trời, bà bất cục nên té ướt và bẹp luôn. Đúng là cái số nó không có đỏ như cái đầm hang, không có phong thủy gì hết trơn hả. Chị áo đen đang giả cái vẻ bà đây là kỹ thuật chơi bóng thượng thừa đó à nghe. Coi nè. 2, 3, lật lưới. Và đứa chị lòn là cái đầu của ông đứng kế bên luôn. Thấy ôm đồng dày là biết sắp có quả ổi trồi lên rồi đây nè. Chị gái đeo kiến đang sải bước như model á thì. Trời ơi. Hello bé cưng. U là trời, cái quả cây bên đường mở lời say hello cái mà bà hét cũng bánh công phố luôn. Cái lùm má, mấy em tí nữa rớt tim xuống dạ dày rồi. Rồi tiếp theo, một bà tím đang chạy bộ thì vô tình thấy mấy cái nải chuối to dài nằm sẵn đợi chờ. Đang tính là hốt mấy cái nải về ăn cho vui mồm á thì. Oh my god, con khỉ đột pha ke từ đâu lao ra hù cái là bà bỏ chuối mà té rồi. Thôi, của mày, tất cả là của mày. Còn đây, ông anh quần trắng đang buông điện thoại thì bất ngờ. Trời ơi, chết mất thôi, cái ghế chưa có khô ông ơi. Ông anh bên cạnh tưởng đâu mình cũng dính đạn thật, liền cha cái mông xuống đất để cha cho bay đi bớt cái màu sơn. Anh ơi, coi cái tướng mắc cười thiệt sự á. Chị gái đang lướt dáng rất chi là nghệ, đảo chân cứ như là rang lạc thì bất ngờ. Trời ơi bà ơi. Ui da, trời té mẹ luôn cái xương hông rồi. Chơi đàn là kém vui rồi đó à nghe. Ba tím vừa mới nhanh tay lấy hai chai nước tương ở trên kệ xuống á thì. Trời ơi. Rồi xong, nguyên cái kệ rủ nhau quyên sinh luôn. Mặt bà kiểu, ai là
làm gì đâu mà ăn dạ cả đám vậy trời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những tình huống hài hước trong cuộc sống nha. Xin